Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi và đồ của Hình Kha Vlog. Hiện tại Kha đang có mặt ở cánh rừng thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận. Ở khu vực này được bà con nơi đây chia sẻ có một hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là một bà cụ sống một mình ở trong cái căn chòi nhỏ phía trong cái góc rừng này các bác anh chị. Trước mặt Kha đây là căn chòi của bà cụ đây. Và một cái điều đặc biệt đáng nói đó là bà cụ này sống ở đây chỉ có một mình thôi. Và bà hiện tại thì chỉ còn có một cánh tay thôi các bác anh chị. Cái cánh tay còn lại của bà đã bị phế rồi. Một cái điều gì đó đã khiến cho cánh tay của bà cụ này bị phế thì cũng chưa nắm rõ thông tin nữa. Bây giờ Kha sẽ tới đây để tìm hiểu xem thử coi lý do vì sao mà cánh tay của bà cụ này bị tàn phế như vậy. Mình sẽ tìm hiểu xem và để xem thử mình có giúp đỡ được gì cho cụ này thì mình sẽ giúp đỡ. Mời quý ông bà các bác anh chị hãy đồng hành video cùng với Kha nhé. Ở đây là cái mảnh đất trống mà có mấy con bò, chắc là những người dân ở trong rẫy này người ta chăn bò. Mà thường thường là ở trong đây là Kha thấy là người ta toàn là chăn bò thuê cho người kinh thôi các bác anh chị. Gọi là nuôi rỉ bò á. Kha đoán là những con bò này chắc là người ta chăn để nuôi rỉ cho người kinh thôi. Hello với bò. Rồi chạy luôn rồi. Hồi trước giờ em có từng vô đây chưa Ngọc? Đây, căn chòi của bà cụ này các anh chị. Nơi này khá là hoang vu nha. Nghe nói là chỉ có một mình bà sống ở đây thôi. Tại vì gần tới mùa hè rồi á, cho nên những con ve nó bắt đầu nó kêu đầu mùa rồi. Cả nhà mình có nghe không? Những con ve nó kêu thế này mà canh đêm là khỏi ngủ luôn. À, bà kia rồi. Nhân vật của chúng ta đây là... Bà ngồi đây có phải anh chị? Ui, ve nó kêu biết tại á. Dạ, con chào bà. Chào bà. Con chào bà nha. Đó hả? Dạ bà cho phép con gài cái mic ra để nói chuyện với bà một chút nha. Dạ thì trước tiên con xin phép bà cho con ghi hình để giúp đỡ bà nha. Hả? Trước tiên là con xin phép bà con ghi hình để con giúp đỡ bà nha. Dạ. Bà sống ở đây có một mình thôi hả? Không có con là con mất vợ, ở theo vợ hết rồi. À tức là bà có con nhưng mà con đi theo vợ hết rồi hả? Ở theo vợ hết rồi. Rồi bây giờ đây có một mình thôi. Một bà. Dạ. Còn chú đâu bà? Ừ? Còn chú đâu? Chồng của bà á. Chồng hả? Dạ. Nhà chồng ở đây này. Chết rồi. Ông qua đây trước rồi. Bà 4 năm nay rồi. Tức là chồng bà đã qua đời rồi hả? À. Rồi bây giờ bà ở đây có một mình thôi. Đây là căn nhà của mình hả bà? Đây là nhà của con làm cho bà. Nhà của con bà làm cho bà? À. Bà ở đây bao lâu rồi? Ôi, lâu lắm rồi, từ giải phóng đến bây giờ. Ôi. Mấy chục năm rồi hả? Mấy chục năm rồi ở trên cái mảnh đất này luôn? Đất đây là làm ăn đất đây thôi, không làm chỗ khác nữa. Vậy là trước khi giải phóng là mình lên trên mảnh đất này để mình khai phá ra mình ở hả bà? Ừ. Dạ. Rồi hai vợ chồng mình sống ở đây rồi sinh con sinh cái ra. Rồi con cái mình mới đi theo vợ hết. Ở theo vợ hết rồi. Rồi chồng mình mới mất. Dạ bà cho con hỏi là bà bao nhiêu tuổi rồi hả bà? Hả? Bà cho con hỏi là bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Có lẽ là 90 tuổi rồi, không biết. Ui, 90 tuổi rồi. Hai mùa kháng chiến rồi. Yeah. Bà 90 tuổi mà nhìn bà rất là mạnh nha. Khỏe dễ sợ luôn. Trời ơi. Con nghĩ bà chừng 50 à. Thực sự luôn. Đây cô bé anh chị. 50 đã 70, 80, 90 đã. 90 tuổi. À. Wow. Dạ bà ơi. Bà cho con hỏi là chồng của bà lúc trước á bị bệnh gì mà qua đời vậy? Đau bụng. Đau bụng gì mà chết ghê vậy bà? Ủa? Đau hoài hả?
đâu y như chồng bún đó là y như tà là lấy cái đá nó bỏ vô á. Ai bà? À, bà nó đau như vậy, đi bệnh viện là 3 lần rồi không có hết bệnh à. Con y sĩ như vậy à? Dạ bà ơi, ý bà đang nói là bị ốm hả? Ồ, ta em không biết, nhưng mà tự nhiên nó bệnh là chết không biết. Wow. Ừ. Tự nhiên cái đau cái bụng lên rồi chết luôn. Ừ. Ghê vậy bà. Ho nữa. Bị ho nữa hả? À, bệnh ho nữa. Nó uống uống rượu nữa, nó thèm quá là mình nói là đừng có uống rượu nữa. Dạ. Dạ rồi phải nhín đi, nó nhín không được, cho nó như vậy à? Nhịn không được uống rượu rồi chết luôn. Ờ. Ui. Uống rượu phải uống rượu đó nó tự đau bệnh trong đó thôi. Tự đau bệnh, rồi bụng rồi đau bụng quá chịu nổi rồi chết luôn. Uống rượu nó uống dần dần thôi. Dạ. Nghe bà nói à. À. Rồi ông móc tại đây luôn hả bà? À. Ừ. Rồi bây giờ cái mộ của ông chôn ở đâu? Ừ. Rồi mình chôn ông ở đâu vậy bà? Hả? Mình chôn chồng mình ở đâu? Chôn chồng mình hả? Dạ. Đây nè. Ở ngoài sâu luôn hả? Ờ. Vậy là cái mộ của ông ở ngoài sâu luôn. Cái đất đây thì nó mình mua của người ta. Dạ. Rồi phải đất đó thì chừa cho bà, cho ông nó. Dạ. À, lúc nào là bên lúc nào là chừa cho ông một chút thôi. À, bao nhiêu để cho bà làm ăn, nghe nói như vậy à. Vậy là bây giờ là cái mộ của chồng của bà chôn ở phía sau này hả? À. Dạ. Nhà nói vậy là bà đi chắc quỷ này là mình thấy. Mình đi chăn bò của người ta này cũng thấy. Mình bà đi rẫy là mình thấy. Dạ. Nhà nói như vậy, quá chết rồi sao thấy nữa. Ủa ơi, ý bà đang nói là ông mất rồi ông hiện về hả? Ờ, ông mất rồi sao bà thấy bà nữa? Qua nhà nói vậy là thấy bên này đâu thì bên mã. Nhà nói như vậy. Ý là người ta nói với bà là người ta đi ngang người ta thấy linh hồn của chồng bà hiện về hả? À. Ừ. Mà bà có thấy không? Hả? À? Bà có bà thấy, không? Thấy gì? Bà cũng thấy luôn hả? Sống mà. Thấy à? Chú mất được bao lâu rồi bà? Hả? À? Chú mất được bao lâu rồi? Lâu thì thôi không thấy nữa. Chết mình mới thấy lại cho. Em phải gọi bằng ông mới đúng. Ông cụ á, cụ ông á mất lúc nào, chết khoảng bao lâu rồi thưa cụ, thưa ba? Chết trong làng này thôi. Bao lâu á, mất bao lâu rồi? Bao nhiêu năm rồi? Bà hồi năm ngoái làm tầng cho nó rồi 3 năm mới làm tầng cho nó. Dạ. Rồi 4 rồi 5 sau 5 rồi ông chết, tức là chồng của bà chết được 6 năm rồi phải không? Ừ. Dạ. Rồi từ khi chồng mất đến bây giờ bà có nhớ thương gì chồng của mình không? Ở một mình à. Bà có nhớ ông không? Hả? Bà có nhớ ông? Quả? Sao không nhớ? Dạ. Nhớ làm ông chồng mình là sao không nhớ? Nhớ cho mình làm ăn làm muốn với chung với nhau mà nó chết trước rồi mình phải nhớ cho. Nhớ hả? Ờ. À. Bà có buồn không? Buồn quá thì sao không buồn? Bà có khóc không? Thật chứ sao không khóc? Khóc hả? Ờ. À. Trời ơi. Ông làm hông cho mình na là mình không khóc. Nhưng mà ông không làm hông đâu. Ông uống rượu say nó không nói cái gì đâu. Ông hiền lắm. Ý của bà là lúc chồng mình còn sống là chồng của mình không có hề hung dữ với mình hả? Không làm hung dữ của mình đâu. Ông hiền lắm hả bà? Ông hiền lắm. Khi nó say thì nó biểu mình nấu ăn, rồi cúc giọng cho nó nằm. Không nói cái gì đâu, không quánh. Không quánh bà luôn? Không. Chắc là ông thương bà lắm phải không? Ừ. Dạ. Như vậy mà thương nói cho, cũng chết rồi bà thương nói cho. Dạ. Mà làm hùng chứ mình mình không chăm. Mình không khóc. Khóc ít lắm, không khóc nhiều đâu. ý của bà nói là nếu như hồi còn sống chồng của mình mà đánh đập mình, chửi mình là khi mà chồng mình mất là mình sẽ không khóc hả? À, không khóc. Nhưng mà là trong đó là mình hiền lắm ạ. Dạ. Mình cho mình ăn này, tiền bạc này, mua gạo, mua đồ này, ăn này. Đó là mình nhớ lắm.
Bà nhớ ông lắm phải không? À, nhớ hoài à. Dạ. Rồi hiện tại bây giờ bà ở trong cái căn nhà này á, con thấy xung quanh đây rừng rú nó rất là hoang vắng. Hả? Con thấy hiện tại ở đây nó rất là hoang vắng luôn. Và bà ở đây có một mình bà á. À. Bà có làm được cái công việc gì để kiếm tiền không? Không có đâu. Cái gì là cầm tiền, có ăn, có cái gì ăn, mình lúng phần, mua gà ăn. Phân hả? Ờ, lúng phân, mua gà ăn. Nội bò là nội rẻ của người ta. Con nhìn thấy mấy con bò ở ngoài kia, có phải là bò của bà nuôi không? Ở đâu? Ở ngoài cái mảnh đất trống này nãy có mấy con bò á. Đất này hôm nay hả? Dạ. Đâu, mình nuôi của người ta. Bà nuôi bò tổng cộng là mấy nuôi, con? Nuôi đó thì nuôi rẻ. Một con người ta là một con mình nuôi. Tức là con đang hỏi bà là bà nuôi hiện tại, bà nuôi rẻ cho người ta nè. Bà nuôi rẻ hiện tại tổng cộng mấy con bò? Có hai con hồi bữa thì là nó nhiều, lại là bị chích, không có cỏ ăn. Bà nuôi có hai con à hả? Ờ, có chích hết rồi mà đưa cho người ta rồi nữa. Còn con đó là còn để cho mình lại. Ôi. Vậy là để... còn để cho người ta là có con rồi, để cho đưa cho người ta rồi. Có con trước là để cho người ta rồi. Dạ. Gọi là con sau là để cho mình lại. Khi nào mà để con sau mới là của mình ha. Ừ. Dạ. Mình nuôi lại. Một con là một năm bao nhiêu tiền, người ta có trả tiền cho mình nữa không? Ủa, ta tiền chạy là mình nuôi rẻ của người ta rồi. Nuôi rẻ thôi là người ta không có đưa tiền nữa hả? Không. Dạ. Ừ. Rồi bà chia sẻ là bà đi lụm phân bò để bán hả? À, lụm phân rồi bán, rồi mua gà ăn. Cái phân bò đó bao nhiêu tiền một bao vậy bà? Ủa? Cái là một bao ra cái 12.000. 12.000 một bao? Ờ. Mà một ngày bà lụm được một bao không? Hả? À? Một ngày bà lụm được một bao không? Ồ, phân nhiều thì hai bao. Phần ít thì một bào rưỡi là phần ít, nhưng phần nhiêu thì ba bào, bốn bào có. Một ngày bà lụm ba, bốn bào phân bò luôn. Ờ. Quá dữ nha. Mình đi lụm hoài à. Rồi ôi. Đi miết. Bà gần đi có thì mình để bên để xong rồi mình giá rồi mình để. Dạ. Để là mang đi. Em có thấy lợi hại không Ngọc? Ồ, 90 tuổi không biết sau này mình 90 tuổi mình còn làm được vậy không đấy con. Cô bác anh chị, bà đã 90 tuổi rồi nhưng mà một ngày bà nhặt tới 3-4 bao phân bò. À. Ghê vậy bà. Ủa? Đi nó phần có nhiêu thì mình để 2-3-4 ngày á, hoặc là 10 ngày á, thì có liền ạ. Dạ. À. Dạ. Nhưng mà bò ăn no nha, mà bò không ăn, có cái gì ăn thì đừng có phần đâu. Ít phần lắm. Ý bà nói là nếu con bò nó ăn nhiều thì mình mới có phân mình lượm hả? Ờ. Ăn nhiều. Có cỏ ăn nhiều. Có rùm ăn. Lúc nãy á, bà nói với con á, là những cái con bò bà chăn ở đây á, nó không có cỏ ăn, nó đói nó chết luôn hả? Bò chết là từ từ là nó không có cỏ ăn. Rồi có nước uống. Ít nước quá mà xa lắm. Nó chết luôn hả bà? Ờ. Đây này là một khu nước này, không có cái gì ăn, không có cái gì uống nữa. Ui, trên đây khô hạn quá mà. Mà là núi suối à, suối cái bên đó thì xa lắm. Suối xa lắm hả? À. Mà nó chận bên đó thì nó ăn, bên đó thì nó cho nó uống nước bên đó. Nhà mà chận ở dưới đây là ít. Giờ là đi măng thì có một bít thì là nó uống không đủ. Ủa? Vậy là cái con bò mình nuôi nó ăn uống không đầy đủ rồi nó chết luôn. À. Rồi nó chết rồi chủ bò người ta có nói gì mình không? Hả? Con bò nó đói nó chết rồi chủ bò người ta có làm gì mình không? Người ta bắt đền mình không bà? Không bắt đền đâu. Không bắt đền? Ừ. À, đỡ cái ha. Ừ. Mình ăn giờ nhìn có để cho người ta ăn mà ai mà nào là một ký ăn. Dạ. Ừ. Ở đây á, bà lượm phân bò á, rồi bà bán là 12.000 một bao. À. Dạ bà cho con hỏi á, khi mà bà lượm được một bao phân bò rồi á, bà muốn bán cho người ta thì bà làm bằng cách nào?
Con không biết hiểu đâu, vậy đó là không hiểu đâu, hiểu hết đâu. Là bà mang xuống dưới đồng bằng, bà bán hay là họ lên đây? Bà đi mằng bán chứ. Bà dắt ra ngồi đó bà bán hả? Bà? Sao mà nó khu nè, mình bỏ trong cái quỳ đó nè, mình mang đi chứ. Ừ, 90 tuổi rồi mà mấy chét là phong bò xuống dưới kia bán luôn. Bố, bưng kịp. Mà nói cho quý cô chú anh chị là từ đây xuống dưới đồng bằng rất là xa nha. Xa lắm cô bác anh chị, hồi nãy còn chạy xe máy. Xa về mà đi qua bên đó thì hôm kia là anh chú quán đó. Cái đoạn đường đối với bà thì bà đi quen, bà nói gần chứ con chạy xe máy vô con thấy cực lắm á. Là gì, làm sao mà là ai mà dùng mình về con ở nhà thì là con nó chở dùm, nhưng mà cũng có con ở nhà thì làm sao mình đói là mình phải mần chứ. Mình đói mình phải mần hả? Mần đi bán để có tiền mình nuôi gà ăn. Anh hỏi em nha, ví dụ như cái tuổi của em bây giờ này mà em dắt một bao phong bò như bà, em đi từ đây qua bên cái chỗ này em bán được không, nổi không? Thôi bị căng, từ đây qua đó mấy cây số á, đơn giản đâu. Em là trai nha, chứ nữa chứ mà bà nó quen đi rồi mà. Thì bởi vậy con nói bà đi quen đi mới nổi chứ. Ôi ôi, giỏi quá, bà giỏi thật sự luôn. Bà ơi, ở xung quanh đây á, con thấy nó khô cằn sỏi đá quá. Rồi mỗi khi mà bà kiếm những cái con, nói chung là ý con đang hỏi là bà muốn kiếm nước uống á, thì bà múc ở đâu? Ở dưới làng. Bà đi xuống dưới làng bà lấy nước hả? Ở nhà lấy nước dưới à, mình lấy nước sạch. Bà đi bộ ra bà lấy hả? Đi bộ chứ hả? Đi xe mà mình có xe đâu, mình bà đâu có biết đi xe đâu. Bà biết chạy Exciter không? Không. Không hả? Dạ. Đi bộ không à? Dạ. Vậy là mình lấy cái gùi mình ra, mình xuống lại mình vác nước về hả bà? Ừ. Ủa, cực cho bà quá. Rồi ăn uống á? Ăn uống ở đây. Nhưng mà nếu muốn đi về nhà thì đi nằm với con ở dưới nhà. Nhưng mà không muốn đi á thì nằm ở đây. Dạ, ý là bà muốn về nhà chơi với con thì bà đi hả? Ừ. Còn không muốn thì nằm đây. Ừ. Nhưng mà cái nhà chính thức của mình ở là ở đây phải không? Ừ. Dạ. Ồ, thấy thương mà ghê á. Nhớ muốn mấy ông còn sống thì mình làm ăn là muốn rồi nằm ở đây. Có xe đâu mà đi, không có đường đâu mà đi, không biết xe nữa. Dạ. Bà này là bà nghèo quá trời quá đất, quá chừng quá đuổi à. Nghèo quá trời quá đất luôn hả? Nhưng mà đất mình làm ăn rồi, mình quen ở đây thì mình ở đây luôn. Làm ăn quen bắt buộc phải ở đây hả bà? Dạ. Cái cây me ở kia à bà? Cái cây me bên kia con thấy cái gốc nó to quá, cái cây me đó nó sống được mấy năm rồi bà? Ồ, chắc cái mẹ đó thì từ mình xuống dưới làng đây thì mình trồng á. Vậy là từ lâu đó rồi. Đến bây giờ thì nó lớn chưa? Vậy là tính ra cây mẹ đó 40-50 năm rồi. 40 năm rồi, ở đây là cũng 40 năm rồi chưa? Dạ. Trong phép bây giờ gần bây giờ đâu 2-3 năm đâu. Dạ. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi nó mới to được như vậy hả bà ơi. Bà ơi, ở trong nhà này á, con thấy á, chỉ có một cái tấm nệm thôi, bà ngủ ở đây hả? Ừ. Bà ngủ dưới chỗ, bà đóng rơm luôn. Ừ. Ủa, mất gì mà? Lấy chồng kia rồi, mình cút. Tại sao mình đem rơm mình bỏ ở đây chi vậy bà? Mẹ muốn nằm đời dưới là nằm, con muốn là nằm dưới đất, dưới giòn rồi mình lấy cái giọng kia nó teo. Bà ơi. Hả? Bà đem rơm vào trong đây làm cái gì vậy? Bò rùm đó hả? Dạ. Để cho bò ăn. Bò ăn hả? À. Bà không sợ rắn rít đồ bò vô à? Ủa? Không rắn gì mình khuây đàng hoàng chứ. Ủa sao mình không đem rơm ra ngoài kia mình để? Mà để hoài thì nó bò nó phá ăn thì cứ lấy cái về bò ăn nữa. À, tức là mình phải để ở trong nhà để dành cho nó ăn hả bà? Ờ, để dành cho bò ăn á. Wow. Mà để hoài thì nó bò nó phá nó ăn. Để hoài nó phá ghê lắm hả bà? Ờ. Ui. Ở đây một mình canh đêm canh hôm bà có sợ không? Ừ? Bà ở đây một mình canh đêm canh hôm bà có sợ không? Sợ gì? Nếu muốn cọp ăn thì ăn. Cái gì ghê vậy bà? Muốn con người thì giật đi. Giật mới có ông chồng của mình, có bà, ông bà của mình, ông mẹ của mình. Nói vậy chứ.
Hồi xưa giờ bà có thấy cọp chưa? Hả? Hồi xưa không có chứ, tỉnh đuối cơ mà hồi xưa á thì ở đây có cũng cọp nhiều á. Mà tin đó nên ở đây là mình xuống rồi không có nữa. Hồi xưa ở đây cọp nhiều lắm hả bà? Ui. Mà đây là nó lên tình rồi. Nó lên mình ở dưới là, rồi. Bây giờ chắc họ lên trên núi được hả bà? À, chắc trên núi được không có cái gì nữa à. Hồi đó giờ bà có thấy cọp lần nào chứ? Nó mình đi mình sợ. Dạ. À, đi nhiều người thì được nhưng mà ít người quá mình sợ. Vậy không? Bà có giáp mặt với ông cọp nào chưa? Có. Bà gặp cọp rồi hả? À. Ui. Hồi bữa của mình với ông con của mình á thì nó mẹ ơi, cái gì á con đi lên núi à mẹ? Ở đi cho mình nhớ núi quá. Bữa nay thì nó 2-3 năm rồi không có núi nữa. Hồi nhớ gọc mít của mình này là cây cái gì mình tông tình núi cao thì cậu nhưng mà không có nữa. Bây giờ thì ba nó đi. Để đi tới đó. Con đi ra rừng. Ta ở một mình trong trong nhà đó, nhà cũ rồi. Nhà nó sụp hết rồi, không có nhà ở nữa. Lấy cái chiếu tán rồi 12 giờ canh đêm á. Nó thấy cái mặt nó thấy trước mục thấy sao á, nó hai mặt. Con nó ve rồi không biết. Ủa? Con gì mà nó thấy cái mặt đó là ở đó miết, không có đi đâu nữa. Ủa? Con mặc cái gì á? Chắc mặc cũng cắp rồi. Bắt đầu nó mình sợ. Ô con ơi, đi xuống đây mặn nạ đó cho mình đây. Là kiểu con, ô con không thấy đâu, con không có la đâu, con đi xa lắm. Lúc đó bà kêu con mình hả? Nó ở một mình trong cái rừng đó. Dạ. Ô thì sợ ghê lắm, muốn khóc luôn. Trời, lâu lắm mới còn mới về. Quá. Sao con đi lâu quá, hôm nay thì con muốn đi thì nó đi chút thôi đi về nhà. Về nhà nằm với bà. Nói vậy hôm nay sao con nói vậy? Ủa bà nó muốn, con muốn cái gì đâu? Không có con chuột, không có con rắn, không có cái gì đâu mà đi con hả? Ồ con mà để như vậy là chắc ghét ba lắm mà bỏ bà ở trong rừng. Tôi nói như vậy. Người ta nói con bà ghét bà bỏ bà trong rừng hả? Tôi ghét cái tôi nói như vậy. Dạ. Ui. Rồi bà nếu kể. Bác nếu mà cũng có muốn bắt mình á thì không có ba nữa. Ý bà nói nếu như mà cọp quyết định ăn thịt bà là bây giờ không còn bà ở đây nữa hả? Không có nữa. Nhưng mà cọp nó muốn ăn á thì nó cũng có ba nữa. Nhưng mà cọp không muốn ăn. Đúng. Nhưng mà nó thấy không à. Bà ơi. Cái lúc bà thấy cái mặt con cọp á, cái mặt con bự không bà? Hả? Cái lúc bà thấy mặt con cọp á, mặt bự không? Y như bông đèn. Con mắt đó hả? Gư gì bà? Y như bông đèn á, thì nó hai cái mặt đó là y như bông đèn á. Wow. Thật sự ghê lắm à. Vậy chắc ông cọp nó bự lắm phải không bà? Mà nó người, con người nó cũng thấy, nhưng mà mặt nó. Bà chỉ thấy hai con mắt thôi hả? Bắt đầu mình lấy cái bệnh đó. Mình nó xoay, nó mất. Xoay cái mắt hả? Nó mất mắt luôn. Phải, bà mà ơi. Con người không thấy. Bà ơi, có phải cọp không hay là ma hả bà? Ma con cọp. Con cọp hả? Không biết phải con cọp không, con ma mà bà xoay bên cái mắt hả ta? Ủa, ông ma từ từ hồi nhỏ đến bây giờ không có ma đâu. Từ nhỏ tới giờ bà chưa thấy ma hả? Không có nè. Vậy bà khẳng định đó là con cọp? Quá dữ. Hồi bữa ở đây nè. Mình bắt gà thì nó làm ăn. Bà con ơi thì bắt cũng được đâu. Quá. Nên mẹ đi xoay cái đèn thôi còn bắt bây giờ. Nó cao lắm. Bà bắt không được. Thì bắt xong rồi thấy bên đó. Nó qua bên này. Rồi tới dưới xong rồi bắt đầu y như mình đục rắc. Bà thấy cái gì? Bà thấy cái gì? Ở đây nè. Thấy ở đây. Ý là bà thấy cái gì? Cái gì? Thấy cái mặt con cọp. Cọp đi đây luôn hả? Gớ gì bà? Mở đây luôn hả bà? Ha. Mở đây luôn hả?
ba năm rồi. Mới 3 năm nay thôi. Ôi ở đây nè, bây giờ tới y họ y như là mình đục rắc cái bụi tre á. Dạ. Nó lậu lắm. Ủa ai mà đục rắc như vậy mà cứ thấy cái nó cái đầu mình chích đầu mình sao như vậy à? Ủa ai làm ác như vậy? Thằng nói như vậy đi ra nhà. Ủa ông Hùng ơi, như vậy hôm nay sao mà đục rắc như vậy? Ủa không đục rắc đâu, hôm nay tôi uống rượu say rồi mình đi về nhà. Dạ. Mình ngủ. Dạ. Dạ hả? Ờ con à, con cháu hôm nay tôi thấy thấy con cháu ở đây rồi. Quá sao cháu sao đúc như vậy, đúc rắc như vậy? Mẹ ơi, bà ơi, đi uống rượu rồi sáng thời hồi nãy thời chiều rồi không có đi nữa. Dạ. Tôi về rồi, tôi về nhà rồi mình nằm ngủ hồi nãy chứ. Dạ. Mình tới đây này sáng mặt rồi mình ở đây này, mình không có đi nữa. Dạ. Còn cháu nói về. Dạ. Ủa tức ghẻ lắm mà tôi qua lại không thấy nữa. Qua lại không thấy. À. Không thấy nữa, con sẽ ngày mai sáng ngày mai thì mình đi quê nữa thì chùa đó không có cái gì đâu. Cái gì vậy trời, nhiều việc bị kỳ quá. Ờ con à, không có cái gì đâu, như con à. Rồi bà sợ không? Hả? À? Bà sợ không? Bà không sợ luôn. Ừ. Cái chuyện đó kinh dị như vậy bà không sợ luôn hả bà? Ủa sợ chứ, sao không sợ? Bà sợ hả? Ờ. Dạ. Một mình ba thì mà thấy như vậy à? Nhưng mà còn thấy cái đó là cái chắc con không thấy hả? Không hơn con sợ hả? Con thấy con xỉu luôn chứ. Con mà thấy con xỉu luôn á. Ba là không có xỉu, nhưng mà nó la. Bà la. Bà la ung sung à? La ung sung luôn á bà. Dạ. Không có người đâu mà trên núi à mình la. Dạ. Ờ. Trời ơi. Thấy thương bà quá cô bác anh chị. Mình nói về mình nghèo quá mình nằm ở đây. Dạ. Nhưng mà mình có nhà có cửa thì người ta có nhà có cửa gọi là người ta nằm trong nhà trong cửa, nhưng mà mình khổ quá là mình nằm bởi bà của mình. Dạ. Đừng có làm như vậy à. Dạ. Thì nói nhìn bởi bà. Rất là vui vẻ luôn. Cô bác anh chị ơi. Thì khổ quá mà mình nằm như vậy là mình giàu nhớ người ta thì có nhà có cửa. Dạ. Nhưng mà mình nghèo quá là mình ngủ bệ bạ trong rừng của mình. Dạ. Mình đừng có làm như vậy à. Dạ. Muốn ăn thì ăn, muốn đi thì đường là ông cái gì là cứ đi. Dạ. Nhưng mà mình nằm là cứ nằm. Dạ. Mình nói vậy nói vậy. Ôi. Nó không dám nữa. Nó không dám nữa hả? Không dám. Bà nói gì là nó không dám nữa hả? Hay quá ta. Bà ơi. Hả? À, bà sống ở đây một mình rồi như vậy á, ở trong cái căn nhà này nè. Con nghe người ta nói là bà bị tàn phế một cái tay hả? Đâu cái tay nào tàn phế đâu bà. Trời ơi. Ôi. Bị sao vậy bà? Bị là tôi thấy là con rắn, con chuột là người ta là nói là không con chuột đâu. Con rắn cắn. Như con vậy. Rắn cắn bà hả? Ờ, như vậy à. Người ta nói như vậy à. Tôi thấy là con chuột, rầu con chuột, mặt con chuột, đầu con chuột. Tôi thấy tụi mới chụp. Đây như đầu chuột mà mình rắn. Ừ. Bắt đầu nó chụp trong lụa đó, xong rồi bắt đầu nó cắn mình tha ra. Tha ra xong tôi bắt đầu là mặt nó túi rồi. Nhưng mà mặt tụi nó con. Nhưng mà mặt mình nó cắn nó đau hùng quá rồi. Ôi mình đi về nhà, cầm rửa rồi cầm cái ní đó cũng để về nhà. Để về nhà xong rồi bắt đầu tới nhà. Thấy con nó mằng cái con em nó. Ủa bà đi đâu hồi nãy? Bà đi tắm. Ủa bà đi về nhà. Ủa làm cái gì đó? Ủa mình nói không được nữa à? Trời ơi. Ừ, nó nói không được. Mà nói không được luôn. Ờ. Không có nói được nữa. Ghê vậy trời. Ui. Ừ, nói vậy. Chuột cắn bắt đầu
quá. Biểu người ta bỏ cho mình đây, mình đau quá nè, mình chịu không nổi nữa à. Mình nói vậy cũng nói như tiếng nãy chưa? Dạ. Nói như thế này được đâu. Dạ. Bắt đầu là ông nó đi. Quá, không có con nghe đâu mà nó biểu mà anh đi, biểu người ta bói. Quá, sao không có? Bắt đầu ông nó đi tới nhà ông trên đó. Ông đó là biểu ông chồng của mình nướng bắp ăn. Ủa, bà ơi, ông ơi đừng có nói là biểu mình nướng bắp ăn. Ông vợ của mình là chết rồi, không biết này. Người ta nói bà chết rồi hả? Ông chồng của mình nói vậy là biểu ông đó là bói đi. Biểu ông đó là bói thì bắt đầu mình không biết nữa. Quá chết rồi, chết hàng chết trước hả? Em chết trước hả? Chờ em cũng chị nữa hả? Em nữa. Nó ông nói vậy. Chờ mẹ nó nói nữa. Tại sao mà chết như vậy? Tôi nói không được đâu. Mình chết mày không biết nói nữa. Là mình sống là mình không biết nói nữa. Mình đã được đâu. Nên thân à. Lúc đó ông thầy bói ông coi ông nói bà chết rồi hả? Ui, ông thầy bói nằm bắt nhơn vậy? Mẹ nó chết, mẹ chết sau. Dạ. Rồi ông già mình nó chết trước rồi. Dạ. Em mình con. Em ông em vợ ông bà kia. Dạ. Bà ơi. Ừ. Cái con rắn nó cắn bà bao lâu rồi? Ba đứa con. Cái con hỏi cái con rắn á, nó cắn bà được mấy năm rồi? Mình là ba đứa con rồi. Rồi mới bị rắn cắn hả? Vậy cách đây hơn chục năm chưa? Ủa, 30 năm rồi không biết. 30 năm rồi. Bà, hồi nãy bà có nói là con chuột rút, bà định hình được đó là con chuột hay là con rắn? Ông nói không biết mà chết rồi. Ông là tôi bắt cái bung gần lường nó không biết nói nữa. Ông cứ nói là bà mình chết rồi, vợ em mình chết rồi, em mình chết rồi không nói được nữa. Ông trông nói vậy. Người ta nói là con rắn mà bà thấy đầu con chuột phải không? Người ta nói con rắn nhưng mà bà thấy con chuột. Người ta nói là rắn cắn bà nhưng mà bà thấy cái đầu con chuột. Mình là mình thấy cái đầu muốn miếng này này, rồi cái đầu này này, cái mặt đó nè. Cái dạng này sao giống quái thú quá. Là mình, ý con chuột ngay à. Mình rắn mà đầu chuột, quái thú, sinh vật lạ. Cái con người này cũng vậy, rầu ý như con chuột à. Ghê gớm vậy bà. Nó căng mình à, mình tha ra thì mình ói hết rồi, bắt đầu nó tắt hơi luôn. Bà ói hết rồi, tắt hơi luôn. Giờ là em mình đi tới nhà, rồi dưới làng á, thì em mình đi bới nhà mình chỗ kia á, thì nó 3 giờ sáng nó mới biết mình một mệt mỏi quá. Dạ. Đau là không biết nữa. Dạ. Là mệt phải thở hơi á, đáng lẽ là mình phải cái tay mình chân phải bước mình đi để như vậy à. Thẳng như thế này, ôi trời ơi, gần chết luôn á. Trời ơi. Mình rồi không muốn sống nữa. Con rắn nó cắn bà rồi bà ói hết tất cả luôn hả? Ói hết. Mình có ói ra máu không bà? Không có ra máu nhưng mà ói là xanh xanh á. Ói xanh xanh hả? Vậy là người ta nói là ói tới mặt xanh á. Dạ. Nó ói hết rồi. Nó mình làm không được, mình làm ăn không được, mình thật như vậy là không có được, mình nằm miết à. Thì 4 tháng. Dạ. 4 tháng rưỡi là mình nó đi rẫy rồi còn cái gần đây á, cái gần như thế này này nó rút hết từ đây qua bên này nè, nó rút hết thành như vậy, tay mình như vậy à. Bà ơi, hả, con ghi hình á, mà về cái câu chuyện bà bị cái con rắn nó cắn cái tay bà hay là cái con chuột thì không biết, nhưng mà cái tay bà hiện tại thì như thế này, bây giờ bà có thể bà cởi cái áo khoác ra cho khán giả với lại con cùng xem cái tay bà hiện tại như thế nào không? Bây giờ bà có thể cởi cái áo khoác ở ngoài ra cho con thấy ở bên trong cái tay mình không?
bà cởi cái áo khoác của mình ra cho con thấy cái tay của bà, khán giả thấy cái tay của mình như thế nào hả bà? Nó sần hết rồi. Không, bây giờ bà cởi cái áo khoác ra. Dạ, để cho người ta thấy cái tay của mình nó như thế nào hả bà? Đây là giả vị đó. Đâu, bà thòng cái tay xuống con coi á. Đâu, bà thẳng hai cái tay ra con so sánh đấy bà. Bà thẳng hai tay ra luôn. Đây các bác anh chị, cái tay này nó bị cái tay này bình thường, còn cái tay này bị con rắn cắn nó như này nè. Bị quéo vậy luôn nè trời. Quéo cái gượng đây nó lột ra hết rồi. Rồi bây giờ con đụng gì bà đau không? Không. Không biết đau luôn. Không, không đau nữa. Con bóp mạnh vô đau không? Không. Mất cảm giác luôn hả? Không. Này cái tung rửa này. Rửa chém bà hả? Ờ. Rửa đau không? Không. Rửa chém cũng không đau luôn. Này. Không có đau nữa. Mình tự nhiên mình làm mình khổ quá chứ. Mày làm ăn chứ. Thấy thương bà ghê. 90 tuổi rồi mà bây giờ phải mang trong người một cái tay tàn phế. Và hằng ngày phải đi nhặt từng bao phân bò để kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Bà ở đây như vậy rồi bà có được cái hộ nghèo trợ cấp gì cho mình không? Không có hộ nghèo á? Tự làm tự ăn hả bà? Ui. Sống một mình ở đây như vậy bà có buồn bà không? Bà hỏi với người ta làm chi? Người ta nói bây giờ mình mắc cỡ người ta quá chứ. Có thì người ta ăn cho ăn, không có thì thôi. Bà mắc cỡ với người ta lắm hả? À. Người ta không cho mình nữa hả? À. Người ta nói là bà già đó nó quẻo tay xong rồi mà đổi cho người ta. Nói cho người ta nó mắc cỡ quá. Mình bị cái tay như vậy mà còn bị người ta chọc rủ mình nữa bà. Đó. Tội vậy. Tôi mắc cỡ quá, không như người ta đâu. Người ta nói ôm sơm là ta không cho, thì nhà nước không cho thì cũng nói. Nhưng mà mình có thì mình ăn, không có thì thôi. Dạ. Đừng có nói dễ là mắc cỡ người ta. Dạ. Mình cũng chó đâu là cũng heo đâu mà mình người ta nói cho mình. Dạ. Mình con người mà người ta nói y như chó, như mắc cỡ quá. Vậy hả bà? Người ta nói ra nói vào là mình bị cái tay tàn tật đồ như vậy rồi bà bắt cỡ hả? Ờ. Mà đi ha, muốn đi người ta để người ta đi đám ăn đám người ta thì người ta chết là mình đi chung người ta thì đi. Y như tầm mình là không có người ta nữa. Dạ. Ờ. Cái mắc cỡ à, hết mắc cỡ à. Bà mắc cỡ với người ta lắm. Ờ, mắc cỡ người ta nó đẹp. Người ta có tay, người ta có chân đầy đủ. Nhưng mà mình là cũng có tay. Mình hổ mặt người ta. Thấy thương mà ghê. Ờ, mắc cỡ quá. Mắc cỡ như người ta. Ờ, mình chẳng thà một mình tôi đi nhà ở tông rời cha nó. Nhưng mà đi tới nhà thì người ta nhiều, người ta đi bấn áo, bấn quần thì nó đẹp đẽ. Nhưng mà mình bấn áo, bấn quần y như người ta là bỏ rách. Như vậy, dạ. Mắc cỡ quá. Đồ rách, đồ rưới mà còn bị mất một tay thành rưới ra bà mắc cỡ với người ta. Ờ. Thấy thương mà quá các bác anh chị. Người ta nói mắc cỡ làm chi? Ủa, người ta không mắc cỡ thì để cho bà mắc cỡ. Dạ. Người ta đầy đủ. Dạ. Là mình cũng thiếu. Dạ. Nhưng cho ai người ta làm cho mình đâu. Dạ. Nhưng mà tự mình làm thôi. Dạ. Tự mình làm cỏ, tự mình bắt con chuột. Con cái mình có thường vào đây thăm mình không bà? Hả? Con của bà có thường vào đây thăm bà không? Thăm. Dạ. Ừ. À, con mình có thường đem đồ ăn gạo, cá đồ vào cho mình không? Đồ chín thì nó mục cho bà ăn. Dạ. Ừ. Dạ. Nhưng mà không chín thì mình có thì mình làm ăn. Dạ. Tự túc. Dạ. Ừ. Lâu lâu mới có cho người ta làm chứ giữ người ta nữa cho có con có cháu ở nhà. Dạ. Thì làm cho mình nữa. Dạ. Bình hoàng thì người ta thận con thầm. Dạ. Ừ. Nghe rất là thương bà luôn các bác anh chị. 90 tuổi rồi mà phải mang trên người một cái tay tàn phế như vậy. Hằng ngày còn phải đi nhặt phân bò để mưu sinh qua ngày nữa. Và mỗi bao phân bò bà bán chỉ có 12 ngàn luôn. Nhưng mà hiện tại thì sức của bà còn rất là khỏe. Tuy là bà tàn phế một tay nha. Nhưng bà chia sẻ là bà nhặt một ngày tới 3-4 bao phân bò luôn á. Rất là nể phục cái tính kiên trì của bà luôn. Hôm nay con được người ta chia sẻ hoàn cảnh bà ở đây nè. Ừ? Hôm nay con được người ta chia sẻ hoàn cảnh bà ở đây.
con tới con thăm bà. Trước là con thăm bà, thứ hai nữa con cũng có gửi cho bà một chút tiền của mình Đặng Quân để có bà mua gạo mua cá ăn qua ngày nha. Dạ. Dạ thì hôm nay con tới đây con thăm bà. Ở đây con có là 700 ngàn, ở đây là 500 ngàn của chú Kenny ở Mỹ gửi cho bà, và 200 ngàn là tiền của con, tổng cộng là 700 ngàn. Bây giờ con trao cho bà, bà nhận tiền và cảm ơn chú Kenny giúp con nha. Cảm ơn nha con ơi. Bà vui không? Hả? Bà vui không? Vui thì có con thì vui, nhưng mà con đi về không có vui nữa. Dạ, hôm nay con tới thăm bà, con tặng tiền cho bà vui không? Hả? Hôm nay con tới thăm bà, con tặng tiền cho bà vui không? Ừ, vui mà đầu tiên này, nhưng mà con đi về bây giờ không có vui với ai nữa. Thế con đi về là bà buồn hả? Ờ. Nhưng mà có cái gì mà là cho con mà con nó cho tiền cho bà. Con đi giúp đỡ người nghèo như bà mà. À, nhưng mà cảm ơn. Cảm ơn hai đứa con, cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Lát nữa con đi về rồi bà ở đây bà buồn hả? Ờ, chứ sao không buồn. Buồn vì cô đơn hả bà? Hả? Buồn vì cô đơn một mình hả? Ờ. Đi tới nhà giờ là không có con. Dạ. Giờ là ở một mình, dạ. Ở nhà. Dạ. Là muốn nằm ở nhà ở đây thì nằm ở đây. Nhưng mà muốn đi về nhà là đi. Sáng là đi rời lại. Dạ. À. Dạ. Thì thôi thì bà cũng cố gắng để tiếp tục trong cuộc sống nha. Đừng có buồn nữa. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Và tiếp tục sống tốt trong cái quãng đời về sau của mình đó bà. Mình vui vẻ lên để sức khỏe mình nó có. Mình còn đi làm kiếm tiền rồi qua ngày để mình kiếm cơm mình ăn. Dạ. Thì hôm nay tới thăm bà con trao tiền cho bà. Con xin chúc bà gặp nhiều may mắn. Và Kha cũng xin cảm ơn tới chú Kenny rất nhiều đã ủng hộ số tiền cho bà. Bây giờ con xin chào bà con đi về nha. Nếu có duyên mai mốt con ghé lại con thăm bà nữa nha. Thăm mẹ nữa sau này. Dạ. Thăm mẹ nữa sau này. Mai mốt nếu như có duyên con đi ngang đây con ghé con thăm bà nữa nha. Kha cũng xin cảm ơn với bà các anh chị đã bỏ thời gian ra đồng hành video cùng với Kha. Yêu quý Kha hãy cho Kha xin một lượt chia sẻ video lên Facebook hoặc Zalo cá nhân của cô bác anh chị để cho nhiều người biết thêm về hoàn cảnh của bà nữa nha. Xin chào và khép lại tại đây. Hãy để lại cho Kha một lượt đăng ký kênh để kênh của Kha sớm phát triển nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và xin phép chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Kha đang có mặt ở cánh rừng thuộc huyện Bắc Ái tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay Kha trở lại đây để thăm hoàn cảnh của em 10. Cái hoàn cảnh mà thiếu nữ vắng chồng rồi ở với hai đứa con nhỏ mà lúc trước Kha tới Kha trao tiền rồi cái đứa bé bị bệnh cái bụng bự của mấy anh chị. Khi Kha đăng tải video lên thì cái chú Kenny nhìn thấy rất là thương luôn. Hôm nay mới quyết định gửi thêm cho bé là 200 đô nữa để bảo Kha tới đây để trao tiền cho em ấy và gọi chồng em ấy về để chở đi khám bệnh. Vì nhìn hoàn cảnh rất là thương luôn. Hôm nay Kha trở lại đây để bảo em 10 sẽ gọi điện cho chồng của mình và bảo chồng mình về chở con đi khám bệnh nha. Ủa ai đây? Ồ chào em. Chào anh. Ủa em là chồng của em 10 đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ờ mới làm về hả? Dạ mới làm về, mới về trưa. Ủa may mắn quá ta, vừa tới ngay cái lúc cần em thì gặp em luôn nè. Mới làm về thì luôn hả? Dạ. Con về tham dự con bây giờ rồi một tuần rồi lên làm lại. Dạ cái này vô trong áo anh nói chuyện chút đây. Tới đây lần này là lần thứ tư rồi mà lần này mới gặp được em. Bị lên, bị gài, nó có cái chốt á. Vậy là em mới về tức thì hồi trưa đây luôn hả? Dạ mới về trưa 11 giờ á. Ủa cái trán của em sao bị lét vậy? Bị đau bụng vậy nó té xuống. Đau bụng quá té hả? Trời dạ. Ơi. Ngày hôm qua hôm kia vậy mà nghe vừa điện lên rồi còn té rồi nó té cái đầu. Giờ điện lên tí con té em mới về hả? Dạ, té mới về chứ mà chắc mé nó đi đâu gì á. Con mới té, té từ trên xuống dưới đất. Ừ. Con mình bị bệnh bụng bự em biết không? Không biết gì chứ mà giờ con điện bữa giờ rồi mà đâu có tiền đâu mà đi khám bệnh.
chừng nào rồi trả hết nợ người ta mới đi khám bệnh con. Em làm mà bữa giờ cho nó được mấy ngày rồi? Có 10 ngày, 12 ngày à. Đã bao nhiêu rồi, thấy nắng quá từ hai rồi tu ép lắm, làm tới 12 giờ, 12 giờ kém rồi giờ ai chưa tin nói, giờ xin về luôn chưa mà không làm nữa. Em làm cái công việc gì cho nó vậy? Cũng hái tiêu rồi bấm canh cà phê ăn à. Dạ bấm canh rồi thấy nắng quá từ hai rồi chú cũng đi theo mình luôn chưa. Ép công lắm hả? Ép công lắm. Từ sáng là làm 7 giờ nha, ăn cơm xong là 7 giờ tới 11 giờ, 12 giờ kém rồi về. Về xong rồi tới 1 giờ làm tiếp. Em thấy đuối rồi, giờ em về chưa mà làm chỗ này em chưa không nổi đâu. Ngày cứ 200 ngàn đâu có nhắc bao nhiêu đâu mà lỡ bên quán này nói tiền bạc đâu có đủ gì đâu mà. Ngày 200 ngàn mà ép công dữ vậy? Dạ, đúng vậy. Ngày 200 ngàn ăn uống rồi chú lo cho mình ăn luôn. Ăn 3 bữa luôn, ăn 3 bữa luôn. Hôm bữa anh tới anh thăm á thì nghe vợ mình chia sẻ là em hôm trước có về một đợt và em trả nợ được mấy triệu phải không? Bữa em về trước bữa là cha nợ, bữa là 5 triệu, là 5 triệu là tiền mượn, là 5 triệu là ông lấy tiền lãi là 1 tháng là 700 ngàn á, tiền lãi á. Lấy lãi 700 hả? Dạ, lấy lãi là 700 ngàn á, là chưa tới lâu cứ 1 tháng, còn 1 tháng 2 ngày là ông lấy dữ quá. Giờ sau này rồi không có mượn tiền ông nữa. Ủa em mượn của ai? Mượn tiền của mượn ông nào? Tiền của ông Út nè, Út Lung nè. Anh đâu biết đâu. Đâu, anh đâu có biết đâu. Yeah. Ông lấy lãi ghê vậy đó hả? Dạ. Yeah. 5 triệu một tháng, 1 tháng là 700 ngàn. Tiền lãi á. Là em trả dứt điểm cho ông chưa? Thì cha đủ với ông đứt nợ rồi. Còn em với ông đâu có chỉ cái chuyện quặn ở dưới đó rồi. Con nợ nó quán ở dưới nhà của ông, con nợ nó 4 triệu 8. Thì hôm bữa anh có nghe vợ mình nói là vợ chồng mình còn nợ tổng cộng 4 triệu 8 tiền quán đúng không? Đúng rồi, còn là chưa có trả hết đâu, còn nữa. Anh nghe vợ mình nói là em cố gắng em đi làm để kiếm tiền trả dứt cái số nợ đó rồi xong rồi về đây ở đây chung với vợ con để đi làm ở đây đúng không? Đúng rồi. Là khi mà trả hết cái nợ đó rồi em không có đi làm xa nữa phải không? Ở đây làm với vợ con không? Đúng rồi, như là rồi trả hết nợ xong rồi em cũng làm việc ở nhà tôi hay là phụ hồ. Phụ hồ ở đây? Dạ, phụ hồ ở trong làng á, phụ hồ trong làng rồi cũng gặp vợ con mình như mà đi làm xa quá rồi lơ con vợ con mới bệnh này nó mình không biết. Một mình vợ em mà nuôi hai đứa nhỏ với lại đứa bé này nó nhỏ quá. Đúng. Nếu mà một mình vợ em mà lỡ đâu mà bệnh cái xử lý không có được. Dạ. Có em là chồng đàn ông thì mình còn lo cho vợ cho con mình nữa. Đúng rồi. Cho nên mình kiếm cái việc nào ở đây mà gần quê mình làm cho nó tiện. Thì anh cũng biết là vợ mình chia sẻ là cũng vì cái nỗi khổ là nợ nần quá em mới đi làm sao như vậy thôi. Ở dưới này đâu có việc làm đâu anh, ở dưới này rồi đâu có việc làm đâu mà cũng lên làm đồng cũng nhiều việc lắm. Thứ hai nữa mà. Thứ hai nó rồi đi kiếm tiền đi làm xa rồi đâu có dễ ăn tiền đâu anh. Đâu có dễ ăn đâu mà. Anh biết mà, anh đã từng trải anh biết mà. Nói chung là đi làm rồi cái lúc này mình làm không có đúng rồi ông chửi mình nữa. Ông chửi này nó mệt lắm, đâu có dễ ăn tiền đâu. Thứ hai nữa là mình làm 1 tháng 2 tháng thì hay là ông cha đủ cho mình hay là ông cha không đủ cho mình đâu. Thứ hai nữa là ông muốn mình lên làm cho ông nữa. Nếu là ông cha đủ cho mình nữa là ông sợ mình không lên làm cho ông nữa, y như vậy. Ý là chủ người ta để tiền lại nó giữ đúng mà. Đúng là nó giữ, nó giữ có mấy trăm thôi. Giữ mấy trăm ngàn để lại mình còn lên mình làm đúng rồi, để đó rồi để sau này mình lên lại đưa hết thì ông sợ mình không có lên nữa. Y như vậy. Vậy em về đây rồi em mới về hồi trưa rồi em định khi nào em mới chở bé đi khám đây? Chắc cứ ngày mai gì á, mai mốt gì á. Có tiền rồi em chưa con đi khám bệnh chưa mà đây lâu quá rồi sợ. Biết bệnh cái gì trong đó biết gì. Chị nó hồi nhỏ nè rồi hồi nhỏ cũng bằng con nhỏ này nè rồi nó ngứa, đầu tiên nó ngứa xong rồi thì nó bị mụn nhọc á. Nó bị mụn nhọc rồi người ta mụ cái bụng mụ nhăn vậy đi luôn. Anh có nghe nói rồi. Dạ, yeah, như vậy. Cùng em là tôi lấy hai đứa nhỏ này khô lắm. Người hai đứa nhỏ này mệt luôn chứ. Anh tới đây anh ghi hình hoàn cảnh của mình mấy lần vợ có nói với mình không? Dạ cũng có chứ. Có. Nhưng không biết mục đích anh tới đây hôm nay là cái gì không? Dạ em không biết đâu. Mục đích anh tới đây hôm nay muốn gặp em á, nhưng mà may mắn sao gặp được em ở đây luôn nè. Chắc có duyên á. Ừ chắc là em có duyên với anh ngày hôm nay á. Đúng rồi.
Thì anh tới anh ghi hình hoàn cảnh của mình mấy lần, không có em, toàn là vợ con mình không. Dạ. Thì có chia sẻ với về tất cả những câu chuyện về hai vợ chồng ở đây như thế nào, khó khăn thế nào, cho đến khi mà biết là đứa bé bị bệnh bụng như vậy. Thì lúc trước á, là có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho vợ chồng mình mấy lần. Thì đến cái lần gần đây nhất á, là chú Kenny có gửi cho gia đình của em là 100 đô bằng 2.350.000. Thì khi anh đăng tải video lên á, thì trong đó anh có ghi được hình là con của mình bị cái bụng bự á. Cho nên là chú Kenny xem được video, chú Kenny thấy thương quá. Có nghe vợ mình chia sẻ cái câu chuyện á, là vợ chồng mình còn đang nợ 4.800.000 như em nói nãy đúng không? Dạ dạ. Thì vợ mình có nói là em cố gắng em đi làm để kiếm tiền trả dứt cái khoản nợ đó, để khỏi mất mặt với người ta, khỏi nghe người ta chửi. Đúng rồi. Rồi xong rồi sau khi trả dứt nợ em sẽ về đây em ở với vợ con để đi làm gần đây lo cho vợ con mình. Đó, thì bây giờ gặp em xác minh sự thật là đúng như vậy. Thì sau khi chú Kenny nghe chia sẻ như vậy, chú Kenny mới quyết định là gửi thêm cho anh một số tiền nữa đủ để cho em trả nợ và chở con mình đi khám. Chú Kenny có gửi cho anh là 200 đô đổi ra trị giá được 4.700.000 đồng. Thì em nợ tổng cộng là 4.800.000 đúng không? Dạ đúng. Thì ở 4.700.000 đồng là 200 đô của chú Kenny này á, anh chỉ thêm tiền cá nhân của anh vô 300.000 nữa, chẳng 5.000.000, anh chỉ cho vợ chồng mình. Em hãy đem cái số tiền này em trả nợ hết 4.800.000 cho người ta đi. Hôm trước cách đây mấy ngày thôi anh có trao cho vợ mình là 100 đô, chắc vợ mình chưa xài hết đâu, còn ở trong đó. Và bây giờ 5.000.000 em trả nợ 4.800.000 đi, còn lại 200.000 em cộng vô số tiền đó. Anh nghĩ á, bé này là người đồng bào mình, người ta ưu tiên, với lại bé có bảo hiểm thì anh nghĩ chắc khám không dạy bao nhiêu tiền đâu, phải chở đi khám nha. Ở hôm nay anh đến đây mục đích là để trao tiền của chú Kenny cho vợ chồng mình, nhưng mà phải trả nợ và em phải chở con mình đi khám nha. Đó, em làm như vậy thì mới đúng ý của chú mà chú mới vui được, cũng như anh vậy. Đúng rồi. Anh thấy bé cái bụng như vậy anh đúng đâu chịu đâu có được đâu. Dạ. Anh muốn nói chuyện với em nhiều lắm nhưng mà không có cơ hội, bữa nay có duyên gặp được em đây rất là vui luôn. Thì anh đến đây để trao tiền cho vợ chồng mình nha. Thì đây, hôm nay anh tới đây là ở đây anh có đây nè, bây giờ Kha sẽ đếm cái số tiền trong này cho cô bé anh chị xem nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5.000.000, 10 tờ là 4.700.000 bằng 200 đô của chú Kenny và 300.000 của anh nữa. Cầm cái số tiền này em đi trả nợ cho người ta 4.800.000 dứt điểm, rồi còn dư lại bao nhiêu cộng với số tiền hôm bữa 100 đô em qua dùng máy của vợ á, là đi chở con đi khám, anh nghĩ chắc không có thiếu đâu. Đó, thì em hãy làm đúng những lời mà chú Kenny ở Mỹ nói với vợ chồng mình. Bây giờ em nhận tiền. Bây giờ em cũng cảm ơn anh nha. Em cảm ơn chú Kenny giúp anh cái. Cảm ơn chú Ni. Chú Kenny. Cảm ơn chú Kenny. Ừ. Cảm ơn rồi cho số tiền, cảm ơn nhiều. Ừ. Nhớ mình là chở con mình đi khám nha. Dạ. Mấy bữa sau anh lên mà anh chưa thấy cái giấy khám bệnh của bé là mệt nha. Phải chở con mình đi khám. Phải chờ đi khám liền cái chờ mà để lâu quá rồi mình đâu có biết làm cái gì đâu, mình đâu phải là bác sĩ đâu mà biết là bệnh gì trong đó rồi để người ta khám bệnh này để mình biết đường để người ta rồi cho thuốc uống này nọ vậy. Đúng rồi. Biết cái gì. Mà cứ đê hoài như vậy rồi biết chừng nào. Vậy. Phải chờ đi khám rồi trả dứt nợ cho người ta nha. Yeah. Rồi xong rồi đó, bây giờ khám con của mình được rồi, có hết nợ xong rồi đó, rồi bây giờ là ông kiếm ép công thì thôi, mệt mỏi quá thì khỏi làm nữa đi. Ở đây kiếm việc làm ở đây với vợ con đi. Ổn chưa? Dạ. Ổn ha? Rồi. Dạ. Thôi thì cố gắng nha. Bây giờ anh tới là ghi hình mục đích để trao tiền cho vợ chồng mình. Dạ. Có gì thì mấy ngày hôm sau anh có này nghe đăng ký lại anh thăm. Thì hy vọng là anh tới lại thì em chỉ chở con đi khám và anh biết được kết quả biết như thế nào. Dạ dạ. Ok. Cảm ơn chú Kenny đã trao số tiền cho vợ chồng em ấy có để khám bệnh cho con. Và cảm ơn quý bà của anh chị đã theo dõi video của Kha. Bây giờ chia tiếp lại ở đây. Vợ chồng mình nhìn lên đây và bye bye video giúp anh nha. 1, 2, 3 này. Bye bye. Okay.